Lean body, ta một đời ngạo nghễ. Thế massage định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. Rất vui quay trở lại các bạn trong chương trình hướng dẫn visa căn bản dành cho gamer ngày hôm nay. Thì để bắt đầu cho chương trình này thì Di sẽ giới thiệu một thái bi đơn giản. Thái bi này á, mình phải trắng nha. Thì thái bi này chúng ta quýnh những cái kiểu nào các bạn? Nổ, đúng không? Nổ nhẹ thôi. Nhưng mà giờ nổ có rút cơ kịp hay không hay là bị lùa cơ? Đó, nhát. Đó, thấy không? Nhát, có bi sắc bên nhát. Còn không, quýnh được không kịp nè. Lùa nha, ai thầy lùa rõ ràng như mày. Nên trong cái vấn đề ngày hôm nay là chúng ta quan sát cái gì? Quan sát xem thằng đối thủ của chúng ta nó có ăn gian hay không. Nó thường thường mấy cái này bắt lùa. Vô cũng nổ, lùa. Cái đó không lùa nha, mà cãi được. Nó khi trong bia có những tình huống tranh cãi nhạy cảm, cố cãi cho nó thắng. Cãi hoặc nó thua nó chịu luôn à. Nè, cái bi này nè. Thường thường mấy thằng quýnh yếu yếu dễ lùa lắm. Thì đi nó lùa. Nổ vô lùa. Không có lùa nha ba. Như quýnh sao lùa được. Nhưng kia nó lùa cho coi nè. Thí dụ như lùa vậy đi. Sao quýnh lùa không được ta. Nè lùa. Lùa là lùa hai trái vậy nè. Đó. Đó là lùa nha. Tức là bia lùa lần sau là đẩy được hai trái bi. Đó là lùa đó. Nên mấy trái bi gần gần vô bắt lùa thì thường thường tụi nó sẽ quýnh dễ bị lùa lắm. Đó, như vậy. Rồi giờ ví dụ như mình không muốn quýnh không lùa, quýnh sao cho chúng bên này ta. Chích đỏ. Chích đỏ. Rồi chúng hay quá, xong đói luôn. Đó là quýnh ngu. Thấy không? Má, chích hay quá xong đói luôn. Còn gì này quýnh sao đây. Quá làm cái thế kỳ chứ trời, má gần gần thì quýnh được tức thiệt chứ. Còn cách nữa, đừng don't worry, quýnh hai băng. Cũng được, đó, không, cũng được, nhưng mà đường đó nó thường quá. Xong rồi quýnh cu lê, đó, đó, sao sao. Xong rồi đẩy vào gà, đó. Xong rồi, vào gà trô, đó. Đứng chỗ quýnh hoài luôn mà, chết mẹ trô hết được rồi. Xong rồi chích về cũng được, tùy. Rồi xong. Nhưng mà trái bi đó quýnh hai băng á, nó không có đẹp. Bây giờ chỉ các bạn quýnh đơn giản đó bi này. Một cái kỹ thuật cần phải nắm. Đó, bi này nha. Rồi. Bích kê. Bích kê. Nhưng mà không phải bích kê như vậy. Vô bích kê như vậy nói làm gì à. Bích kê cái này là hổng chỉ rồi. Mình không chơi nữa. Bích kê, bây giờ bích kê giữ lực. Wow. Bích kê giữ lực, bi gần không lùa nha mấy em. Đó, thì là sao? Muốn giữ lực á thì phải mỏng và nhõng phần câu lên. Nằm vậy luôn chơi cũng được nữa nè. Đó. Giữ lực, đúng không? Canh mỏng chỗ này thôi. Để xuống. Đó. Nó giữ thế này nè. Nó giữ thế này nè. Đây nó giữ lực giữ cái đỏ, nhưng mà chúng ta bị cái gì mà nó đi xa như vậy? Là trái này chúng ta quá bén. Bây giờ mình qua chương trình nâng cao rồi. Là trái này nó bén thì nó làm cho bi này chạy nhanh. Tức là gì nè, bén là nhổng cái cơ lên cao quá. Nó chạy nhanh vô đúng không, đó là bén. Còn về là không bén nè, đó, nó chạy chậm chậm thôi đúng không. Còn bén là nhổng lên, nó chạy u dèo dèo luôn. Nhưng mà nó thôi. Trái này trúng là ok rồi. Không khó quá, giữ được cái đỏ lại. Nhẹ nhàng. Đúng không, canh mỏng nha. Đó, canh mỏng thôi, cho trái đỏ nó không văng ra, đó là yêu cầu thôi. Nhưng mà tại sao Duy làm cái video này? Thường á, là các bạn massage theo công thức á, là bạn bích kê chứ bích kê, bạn quýnh giày vô đây, giật ra đây thì cũng được, đúng không? Nhưng mà cái đó học rồi, bây giờ quýnh giày cho nó lạ. Chết mẹ không? Thấy không? Bén quá. Bén quá, thấy không? Biết sai chỗ nào sửa nha, nè. Bén quá, sao bét không? Đừng bén như vậy, bén vừa thôi, hạ cơ thấp xuống xíu. Thấy không? Nè. Đó. Thấy không? Nó giữ cái bi lại.
Tức là thoái bi bích kê á, nó sẽ dành cho những tình huống mà nó nằm kiểu mà nẹo nẹo vậy nè. Nó nằm nẹo nẹo mà bi nằm giữa này mà không có góc quýnh luôn á. Nó vậy đây, không có góc quýnh luôn á, đúng không? Thì chúng ta cứ bích kê dễ, sao cũng trúng hết đó, đúng không? Đó, sao cũng trúng hết đó. Mỏng nè, dù giờ không quan tâm trái trắng, trắng làm đâu kìa mẹ đó nha. Giờ nè mà nhìn thấy bi nè, mà tập đi quýnh mỏng để cơ dày mỏng phê khác nhau. Nó mỏng nha, em giật lại không? Thì cái tái bi đó mốt bạn sẽ áp dụng cái hành vi nằm đây nè đó, mà cứ giật lại kiểu đó là được hết. Thấy nó lạ chưa không? Trời à, gom hết đó. Đó, giờ không biết thêm cái đường nữa không? Nó bá đạo vậy đó. Rồi, hiu dày đi. Dày đi đúng không? Bình thường quýnh gì? Hả? À, bình thường quýnh gì? Không biết quýnh gì luôn. Cứ chơi lại đi. Cứ dịu vô. Nó dư, giờ bị gì bị bén. Bén là nó cong quá. Đúng không? Đừng có nhổng mũi cao quá. Vậy thôi, vẫn bị nữa. Đó, bị gì? Bị dư. Bị dư với bị dày thì giờ tôi canh mỏng lên. Bị sửa nha, phải sửa. Mình sai phải biết để mình sửa. Hồi nãy mình quýnh nó bị dược đây á, là mình quýnh nó dư bén và nó bị dư dày. Thì giờ mình khắc phục bằng cách mình quýnh nó đỡ bén hơn hoặc là nó mỏng hơn. Ví dụ đỡ bén hơn là như vậy, cứ tán thử đi, đỡ bén hơn là như vậy. Đó, nó lại không vào, đúng không? Vậy là cái giải pháp mà đỡ bén hơn là không được, thì ta quýnh mỏng lại, vẫn bén như cũ mà quýnh mỏng. Đó, khả quan hơn, mỏng thêm xíu nữa. Đó, tập đi. Đó, ok. Đó, khi mà bạn biết bích kia mỏng á thì bạn giải quyết được những cái thái bi nó lụ đạn lắm. Nằm vậy là sao đánh? Đúng, nằm vậy luôn nè. Nằm vậy là cái như á, ngoài ra ngọn miếu máu không tưởng máng luôn rồi. Thì kia vô ngon quýnh coi. Trời ơi con khỉ. Ủa, lúc mà chưa biết quýnh nó biết quýnh sao luôn á trời. Đi già là quýnh sao, quýnh vậy thử coi. Vùa đó ba. Mà đôi khi quýnh vậy đó hụng mình nó sợ chứ đúng không? Không, không sợ đâu, gặp gì là cũng sợ đâu, mày gùa thôi con. Đó, vậy đi. Quýnh gì? Chọt cái này được không? Không được luôn nội ơi. Giờ sao đây? Tiếc là gì? Biểu diễn, mỏng ơi. Canh mỏng thôi nha. Bắt phê qua, mỏng ơi. Đó. Bích kê mỏng đó mà. Bích kê mỏng đó mà, hiểu không? Ngược lại bên này, áp dụng hoài luôn. Đồ để như vậy nè. Bích kê mỏng ơi. Mấy gặp mấy lầy nó quýnh vậy nè ông ơi. Mấy lầy nó quýnh vậy nè. Ủa, đồ quá mấy thằng. Dạ, mấy thằng nó siêu lầy nó quýnh vậy đó. Nó mỏng bên này nè. Ngồi cạnh ghê lắm nha. Học cái cười nó chơi. Dùng mấy dặn phê đồ, đúng không? Dặn nó phê đồ, mà nó quýnh ghê trời. Xong rồi, nó đổi nữa. Đó, tới này đúng không? Quýnh kia xưa rồi. Ngồi thấy không? Thấy không? Thôi coi chưa bò đi. Cái đó là chưa bò. Mấy thằng bị massage mà chưa bò nó hay bị xui lắm. Đó là ý gì muốn nói là sao? Mấy trái mà nằm vậy nè, biểu diễn cho nó sợ vẹt. Vui thôi. Đúng không? Nè nó chạy ra đây nó vòng vô nè. Đúng không? Đúng không hả? Nó bị già nó chọ mãi. Đó là màu mà. Quýnh nó phải nhìn bi luôn nha. Đúng không? Đúng không? Đó, nghe nghe nghe. Ghi điểm em. Đó, thơm chưa? Thôi luyện tập đi. Bích kê mỏng. Khắc phục bi điếc nha. Khắc phục lùa cơ luôn. Rồi xong một video nha mấy em. Chúc em luyện tập thành công. Nhân danh vật lý nửa đời anh sẽ yêu em. Chỉ duyên em trong kiếp sống anh thôi. Phần còn lại anh dành cho mẹ cha và gia đình hạnh phúc của đôi ta. Và thuyết đó anh cho là rào cản, rồi vô tình tìm thấu qua giới hạn. Sống tình yêu thương chẳng quan đến được đâu, nhưng tình yêu em mãi.
trong một trời sâu rộng. Trên tia truyền ánh sáng đen quá nhanh, bị khúc xạ làm tim anh đổi hướng, bắt đầu tìm thú vui và tàn hương.